Phòng không Nga sau đó cũng phá hủy một UAV khác trên bầu trời quận Ichinsky gần đó. Cơ quan hàng không Nga cho biết các chuyến bay đến và đi từ 4 sân bay chính của Moscow, Vinnytsia, Domodedovo, Sheremetyevo và Zhukovsky đã bị hạn chế, làm gián đoạn 45 máy bay chở khách và 2 máy bay chở hàng. Trong những tuần gần đây, hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã diễn ra trên vùng trời khu trung tâm tài chính của Moscow, gây ra thiệt hại nhỏ cho các tòa nhà cao tầng nhưng không có thương vong. Nga tố cáo Ukraine đứng sau các vụ tấn công này, nhưng Kyiv đã không thừa nhận trách nhiệm. Nga đã lên án quyết định của Đan Mạch và Hà Lan liên quan đến việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, cho rằng động thái này sẽ làm leo thang xung đột. Trước đó vào hôm 20 tháng 8, Đan Mạch và Hà Lan tuyên bố sẽ cung cấp F-16 cho Ukraine và 6 chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao vào dịp năm mới. Trong một tuyên bố được hãng thông tấn Vissau trích dẫn, Đại sứ Nga Vladimir Babin cho biết, việc Đan Mạch hiện quyết định tặng 19 máy bay F-16 cho Ukraine khiến xung đột leo thang. Đan Mạch tìm cách bằng hành động và lời nói để Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đối đầu quân sự với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jakob Ellemann-Jensen cho biết Ukraine chỉ có thể sử dụng những chiếc F-16 được tặng trong lãnh thổ của mình. Chúng tôi tặng vũ khí với điều kiện chúng được sử dụng để đánh đuổi kẻ thù ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Và không vượt quá điều đó, ông Ellemann-Jensen hôm 21 tháng 8 khẳng định. Đan Mạch sẽ cung cấp tổng cộng 19 máy bay, Hà Lan có tất cả 42 chiếc và chưa quyết định số lượng chuyển giao cho Ukraine. Quay trở lại với thông tin liên quan cuộc phản công, tờ báo Mỹ Washington Post mới đây nhận định rằng các cuộc tấn công này đặt ra những thách thức mới đối với quan hệ giữa Nga và Ukraine và cũng làm gia tăng căng thẳng khu vực. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 21 tháng 8 cho biết các lực lượng nước này đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga và giành lại vài cây M2 lãnh thổ ở mặt trận phía đông trong tuần qua. Bà Hanna Malia cũng cho biết các lực lượng Ukraine đang tiến về phía nam Bakhmut và đã giải phóng thêm 3 km2 trong tuần qua. Quân đội Ukraine tuần trước nói rằng Nga đang tấn công Kupian, một thị trấn ở khu vực Kharkiv. Phát biểu với đài truyền hình quốc gia Ukraine, bà Malia nói, tình hình ở hướng Kupian rất khó khăn. Kẻ thù không từ bỏ kế hoạch tiến công và đang kéo thêm lực lượng. Chúng tôi tự tin vào lực lượng phòng vệ, nhưng họ rất khó khăn ở đó và kẻ thù không đạt được bước tiến ở đó. Những tuyên bố này vẫn chưa được xác minh độc lập. Bà Malia cho biết không có thay đổi đáng kể nào về tình hình ở phía nam, nơi các lực lượng Ukraine đang cố gắng chia cắt lực lượng Nga và tiến đến biển Azov. Trong cuộc phản công đang diễn ra, giới chuyên môn cho rằng Nga không chỉ kìm chân Ukraine bằng những bãi mìn và hỏa lực mà còn với hàng loạt thiết bị tác chiến điện tử. Cuộc đối đầu về tác chiến điện tử đang diễn ra quyết liệt và có tác động lớn tại Ukraine. Một quan chức nông nghiệp cấp cao cho biết Ukraine đang xem xét sử dũng hành lang xuất khẩu biển Đen mới để vận chuyển ngũ cốc. Như quý vị đã biết, Nga đã phong tỏa các cảng của Ukraine kể từ khi đưa quân vào nước này vào năm ngoái và đe dọa tất cả các tàu có thể là mục tiêu quân sự sau khi rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc vào tháng trước. Đáp lại, Ukraine đã công bố một hành lang nhân đạo ôm sát bờ biển phía tây của biển gần Rumania và Bulgaria. Theo hãng tin Reuters, một tàu container treo cờ Hồng Kông bị mắc kẹt tại cảng Odessa từ đầu xung đột đã đi trên tuyến đường này mà không gặp trở ngại nào, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu.